xin kính chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay em lên thăm xưởng và kiểm tra cái hàng hóa thì giới thiệu quay cho các bác xem hiện tại những sản phẩm bên em đang có. Đầu tiên đó là xúc kép, vỏ thùng xúc kép Martin 218 mini. Phiên bản này nó nồn nhỏ hơn. Đấy, nồn nhỏ hơn một tí. Nếu mà đặt đứng thì nồn nhỏ hơn, còn đặt nằm như này thì chiều ngang này nó sẽ ngắn hơn một tí. Hơi nỗi tí. Đấy. Tiếp theo đó là thùng vỏ thùng xúc kép EGNE theo phiên bản EGNE xịn này. Đấy. Copy tiêu chuẩn 11. Đấy. Có rãnh và ke, ke góc các kiểu cho các bác. Đinh ốc đầy đủ. Đấy. Tiếp theo là H1215. H1215 của các bác đặt đơn thì đến ngày hôm nay là đã có phần thô, phần mộc rồi. Nhưng đương nhiên nó sẽ mất tầm một tuần nữa bắt đầu mới giao hàng cho các bác được. Đấy. Thế là được 3 mẫu rồi nhá. Mẫu thứ tư đó là T24. Tái khởi động dự án T24 Homelander T24. Và T24 này em thấy có một biến thể nữa là T12. Đó là một bát 30, một home check ở giữa. Con này thì một bát 30. À con này là hai bát 30, một home check và một củ X-Face. Đấy. Đây là thùng mẫu này. Nói thẳng ra là cái thùng này là thùng ở Việt Nam. Đây là cái lưới này, mang lên này là khớp này. Đấy, đây là H1215 này. Và sắp tới em sẽ ra mắt nữa là NS36. Con này thì biến thể của NS18. Nhiều các bác bảo là có mẫu như này xúc kép không, có. Đấy, bây giờ nó có. Đấy, mang phụ kiện lên để anh em khớp vào thùng. Đây là cái mặt trước này. Nếu như chia một nửa này thì nó là xúc đơn NS18 các bác đặt đứng đấy nhá. Chia một nửa này là NS18 các bác đặt đứng, còn đặt nằm ra thì nó sẽ hai lỗ hai bên. Đấy. Cái này các bác bảo là giống Audio Canter cũng đúng. Bởi vì Audio Canter là nhìn nó cũng hơi giống này. Đấy. Nhưng bát thì của Audio Canter nó sẽ lắp bên cạnh. NS18 thì nó có một khoang bát ở đằng sau, nhưng cái này là NS36 thì nó sẽ như thế này, cũng là một khoang bát đằng sau, ở bên trong thùng thì nó như thế này. Cái thùng này nhá là gỗ ván F18, thùng này gỗ ván F18 thì em có nhiều dự án đặc biệt lắm, bởi vì nghiên cứu phát triển đó là ngành nghề chuyên môn của em. Đây là T24 phiên bản limit giới hạn, mỗi lần ra là chỉ có chục đôi một thôi, bởi vì phụ kiện giờ nó đặt nó cũng cao lắm rồi. Nhưng ngày trước ấy thì giá nhập vào rẻ, bán rẻ. Bây giờ phụ kiện các cái này lấy vào đắt thì phải bán đắt thôi. Lưới này thì nó sẽ cao hơn trước. Trước là nhập hoàn chỉnh nó rẻ, bây giờ là tách lẻ. Lưới lấy một nơi. Thùng đây thì cho anh em sản xuất. Và cái họng kèn củ đầu đạn của X-Face thì lại đặt bên khác nên là giá nó độn hơn. Nhưng nó có một điểm mạnh, đó là cái gỗ ở trong cái thùng này thì lại gỗ cao cấp nhất hiện tại bên em đang nhập được. Còn loại gỗ mà 1.000.000 một tấm cơ thì cũng làm được, nhưng mà khi mà hoàn chỉnh đi một đôi này nó sẽ bị đắt rất là nhiều. Nếu như cái loại gỗ 1.000.000 đi một đôi này, em nói thật các bác, một đôi này sử dụng cái loại gỗ gần 2 triệu một tấm nhá, nó phải độ lên là vào gần 6 triệu cả thùng cả phân tần, phụ kiện đầy đủ. Còn như này nó chỉ vào hơn 4 triệu một tí thôi. Thế là hợp lý rồi, được không ạ? H1215 thì nó đắt mỗi là cái thùng gỗ thôi. Thùng nó to, nhiều gỗ. Tiền phụ kiện vẫn chỉ có vài trăm nghìn. Một đôi họng kèn hơn 400. Với hậu noa hơn 500, với ốc tay sách các cái ốc nè vào gần 600. H1215 phụ kiện nó gần 600, nhưng mà cái con T24 này phụ kiện đã tính tiền triệu. Đấy. Đây nhá, như cái này thì nó tốn khá nhiều phụ kiện, nhưng mà nó cũng chỉ vài trăm nghìn thôi, tầm hơn trăm nghìn thôi. À đâu, tổng cộng là gần 1 triệu tiền phụ kiện là một đôi lưới, là vào gần 900, hơn 900, 1900 tí. Lưới mấy cái phụ kiện là ốc ke này, ốc bánh xe này, rắc nhiêu trích này, là vào hơn 1 triệu một cái đôi thùng này,
hơn 1 triệu tiền phụ kiện, khá là rẻ. Đấy. Ok, để quay qua giới thiệu của bác như này nhá. Các bác nào quan tâm cái gì, sản phẩm gì thì liên hệ trực tiếp nha. Đây là Martin 218. Súp Eagle này, em sẽ quay mặt trước cho các bác xem nhá. Thùng nó rất là to. Đây là cái mẫu thùng súp Eagle này này. Của đèn Martin này. Đấy. Chân nữa, đúng không ạ? Thùng tất cả thì đều phải làm bả xong bắt đầu trà xoa đi, xong lại bả lần nữa. Trà xoa lần nữa xong bắt đầu đến sơn nốt xong bắt đầu ra trà để bả lần cuối, tức là ba lần bả và hai lần nốt, một lượt sần một lượt bóng, còn không bóng thì tùy. Đấy gọi là sơn nhá. Còn nhiều cái thùng thì bên em làm kỹ sẽ làm 4 lượt sơn, 2 sơn nốt, 2 lần sơn nốt, 1 lần sơn cứng, 1 lần sơn sần. Còn anh em nào muốn nó gọi là sơn nó kiểu giống của châu Âu ấy, thì là 2 lần sần nó sẽ rất là đẹp. Ok, video đến đây là kết thúc nhé. Các bạn nào quan tâm thì liên hệ trực tiếp nhé. Xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau.